Tại thưa quý vị một lần nữa, Kim Thoa vì mình không có dấu nên cái họ là họ Lai hay họ Lại thì Kim Thoa cứ đọc không theo kiểu không dấu nha thưa quý vị. Cái họ là Lai và cái tên là Bentornamu Lai. Thưa quý vị, và bốn số cuối là 2712. Số 2712. Dạ, xin chúc mừng quý vị tên là Bentornamu Lai với số điện thoại 4 số cuối là 2712 đã trúng được giải nhì trị giá với một bao lì xì là 100 đồng. Dạ, và thưa quý vị, đây là giờ phút của cái bao lì xì cuối nhiều cùng. Tiền nhất thưa quý vị. Nên á, vậy bây giờ không biết chị thôi chứ Vin phải xìm xầm để coi chị hay em bóc cái giải này đây. Em nghĩ chị Thảo bóc. Dạ thôi, để chị Thảo bóc Phương nha. Thưa quý vị, đây là cái bao lì xì cuối cùng. Và cái bao này là cái bao lì xì của giải nhất cho 200 đồng thưa quý vị. Rồi chị Thảo bóc Vin đọc nha Vin. Dạ. Rồi. Dạ thưa quý vị, sau đây là người trúng giải đặc biệt, đó là chị Hương Phạm với một bao lì xì trị giá 200 đồng, bốn số điện thoại cuối là 7945. Chúc mừng chị Hương Phạm. Dạ, và Kim Thoa cũng vậy, xin chúc mừng chị vì chị Hương Phạm đã nhận được cái bao lì xì lớn tiền nhất trong buổi xổ số hôm nay. Và Kim Thoa rất là cảm ơn quý vị đã tham gia cho cái chương trình xổ số lì xì này. Dạ. Và những quý vị may mắn có tên trúng thưởng vui lòng đến công ty Precious Realty Mortgage tại số 10333 Howland Drive, Suite 110, Houston, Texas 77036. Thời gian để quý khách đến nhận giải thưởng là từ ngày 27 tháng 2 năm 2018 đến ngày 27 tháng 3 năm 2018. Và khi đến nhận giải thưởng, quý vị vui lòng mang theo travel license. Và nếu quý vị nào không thể đến trực tiếp thì để nhận giải thưởng, quý vị có thể nhờ người thân của quý vị nhận giải thưởng bằng cách mang theo bản copy của travel license của người trúng giải thưởng. Một lần nữa, Kim Thoa và Vince Nguyễn xin cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia chương trình và ủng hộ Kim Thoa và công ty Precious Realty and Mortgage hơn nhiều năm qua. Kim Thoa kính chúc quý vị một năm đầy sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin chào. Xin chào.